Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn ở trong video này. Thì trong video này mình sẽ đi phân tích và định giá hai cổ phiếu là cổ phiếu AAA và cổ phiếu HPG nhé. Thì đã có người yêu cầu là định giá cái cổ phiếu A 3 chữ A này. Thì đầu tiên là chúng ta bây giờ sẽ đi xem xét và định giá cổ phiếu AA. Thì trong thời gian qua tại sao cổ phiếu AA lại tăng rất là mạnh như thế? Chúng ta xem về góc độ, thứ nhất là về phân tích cơ bản, thứ hai là về phân tích về kỹ thuật xem như thế nào. Tiếp đó là quý anh chị các bạn này, nếu mà để muốn định giá một cổ phiếu nó sát hơn so với thực tế thì chúng ta sẽ cần phải xem cái lịch trả cổ tức như thế này. Như các bạn đã thấy này, cổ phiếu này hiện tại đang có như thế này này. Chia cổ tức thì cũng chia bằng cổ phiếu này và có phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thì khi công ty có hai cái cách trả cổ tức hay là phát hành cổ phiếu riêng lẻ thì chúng ta sẽ không thể lấy những cái dữ liệu. Chúng ta sẽ không thể lấy những cái dữ liệu PE, EPS của những báo cáo tài chính của các quý gần đây nhất. Thì thông thường là ở chỗ này nó sẽ có các quý này, theo quý thì chúng ta sẽ không thể lấy theo quý. Tại vì sau cái thời gian đó, sau những cái báo cáo tài chính đó thì cái cổ phiếu lưu hành nó đã bị thay đổi. Vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi một chút, đó là chúng ta phải đi định giá, có nghĩa là chúng ta phải đi xác định lại những cái chỉ số EP này, chỉ số EPS, chỉ số PE tại cái thời điểm mà nó đang có cổ phiếu lưu hành như này. Có nghĩa là này, khi cổ phiếu có phát hành thêm ấy, thì để làm được điều này thì quý anh chị và các bạn chỉ cần lên Fian hoặc là Fira thì chúng ta sẽ xem được những cái thông tin ví dụ như vốn hóa này, chỉ số PE này, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trước thuế này, EPS. Thì tại cái thời điểm đó, từ những cái chỉ số này chúng ta kết hợp với cái cổ phiếu đang lưu hành hiện tại này. Đó đây, cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Thì chúng ta sẽ tính được một chỉ số PE, EPS mới này, chúng ta sẽ tính được cái này. Thì cái này tính như thế nào thì quý anh chị các bạn sẽ phải tìm hiểu cái công thức PE tính như thế nào, EPS tính như thế nào. Từ vốn hóa này, từ giá này, từ lợi nhuận sau thuế tính ra những con số này như thế nào thì quý anh chị các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Trong video này mình không hướng dẫn. Thì qua quá trình tính toán và lấy cả cổ phiếu lưu hành, có cần có cả cổ phiếu lưu hành nữa nha, thì tính toán thì được cái chỉ số PE, EPS mới như thế này. Thì sau khi nhập vào cái công cụ định giá này, quý anh chị các bạn sẽ định giá này. Chúng ta sẽ nhập các dữ kiện mới mà mình tính được trong Excel ấy, cho nhập vào đây. Tại vì khi nó có phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, chia cổ tức theo cổ phiếu thì lúc đấy cổ phiếu nó sẽ bị tăng lên. Nhưng mà vốn hóa tại cái thời điểm mà mình định giá ấy, báo cáo tài chính lúc đấy ấy, nó chưa cập nhật, nó chưa update đến cái cổ phiếu lưu hành đó, thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái một chút cái phương thức để chúng ta xác định lại cái chỉ số mới này. Thì chúng ta mới định giá thì mới sát hơn so với cái thời điểm hiện tại nhé. Chúng ta sẽ nhập các chỉ số này vào đây. Nhập quý 1 2021 này, quý 4 2020 này, quý 3 2020 này, quý 4 2020 này. Rồi đây là các dữ liệu mà quý anh chị vừa chuyển đổi, có được PE mới, chỉ số EPS mới thì chúng ta nhập vào đây, chúng ta nhập xác nhận để xem này. Hiện tại thì giá cổ phiếu AA này có giá trị thực là đâu đó khoảng 9 đến 15.000. Đây là cái giá trị thực của cổ phiếu AA. Thì cái giá trị này thì so với hiện tại thị trường đang giao dịch này thì là ở mức khá là cao so với giá trị thực. Nhưng mà tại sao trong thời gian qua thì cổ phiếu này lại tăng mạnh như thế thì quý anh chị các bạn xem này. Tại cái thời điểm trên trang web của mình có đi phân tích cái cổ phiếu này theo góc độ kỹ thuật. Chúng ta có hai cách để phân tích một cổ phiếu mà, một là phân tích theo kỹ thuật, hai là phân tích theo góc độ phân tích cơ bản. Thì vừa rồi là mình được phân tích cơ bản và chúng ta xác định giá trị thực của cổ phiếu là 9 đến 15.000. Tuy nhiên trên góc độ phân tích kỹ thuật thì quý anh chị các bạn thấy này, tại cái thời điểm mà mình phân tích, mình up cái bài viết lên trên này ấy, cái cổ phiếu này đang có tín hiệu mua ở tại cái vùng này và rất là đẹp. Cổ phiếu này di chuyển theo cái mô hình ABC rất là đẹp, mô hình ABCD rất là đẹp và rất là chuẩn. Quý anh chị này xem này, cái cặp hưởng đây chính là cái tín hiệu này tại cái thời điểm mình phân tích. Thì tại cái vùng đó thì mình cũng đã khuyến nghị tất cả mọi người là chúng ta có thể là mua ở tại cái vùng, tại cái thời điểm mà mình up bài lên đấy, đâu đó là khoảng giá là khoảng 15-16.000. Thì mình đã khuyến nghị tất cả mọi người là mua ở trong bài viết đó. Thì như quý anh chị các bạn xem này, hiện tại thì cái giá này đang di chuyển theo rất là đúng hướng, khá là đúng hướng so với quyết định này, so với sự phân tích này. Thì mình cũng đã nói rồi, tại sao khi cổ phiếu nó lại có sự di chuyển và tăng mạnh như thế. Thì quý anh chị các bạn xem này, thứ nhất là có tín hiệu mua vào tại cái vùng đó. Cái thứ hai là cái mô hình di chuyển của nó rất là đẹp, cái cổ phiếu này chơi rất là dễ, nó không chát như một số các cổ phiếu khác. Nó cổ phiếu của nhóm này họ đánh rất là đẹp, họ không đánh linh ta linh tinh, cho nên là khi xuất hiện tín hiệu, khi có mô hình thì chúng ta mua vào là chúng ta chắc chắn di chuyển đúng.
Tại vì quý anh chị các bạn thấy này, quá khứ những cái tín hiệu của nó này đi rất là chuẩn này, đi rất là theo cái tín hiệu luôn. Thì cái cổ phiếu này đánh khá là dễ. Tiếp nữa là tại cái thời điểm có tín hiệu đây, tại cái thời điểm có tín hiệu mua thì quý anh chị các bạn là cái vùng này này. Thì quý anh chị thấy chính cái vùng giá 15 đến 16 này, cái vùng giá này được rất là nhiều nhà đầu tư mua ở đây, nhiều nhà đầu tư săn đón ở đây. Thì chính vì những cái sự kiện này nó tóm lại và kết luận lại thì cái cổ phiếu này theo góc độ phân tích kỹ thuật thì di chuyển rất là tốt, và chúng ta mua vào cao hơn giá hiện tại thì cũng nó đang di chuyển rất là tốt. Tại vì thứ nhất là cái sự cung cầu của nhà đầu tư tại cái vùng này nó sẽ đẩy lên rất là mạnh, tín hiệu mua rất là chuẩn, rất là đẹp tại cái vùng đó, mô hình di chuyển của nó rất là đẹp, tại quá khứ của nó di chuyển cũng rất là chuẩn. Đây là cái sự di chuyển của cổ phiếu. Tại sao cổ phiếu này lại dễ đánh thì chúng ta nhìn cái sự di chuyển của nó là chúng ta cũng biết rồi. Rồi tiếp nữa là chúng ta sẽ đi định giá cổ phiếu HPG ạ. Rồi như các bạn đã biết rồi thì trong thời gian qua và gần đây nhất thì cổ phiếu HPG cũng đã chia cổ tức, và đặc biệt là chia cổ tức vừa chia bằng tiền mặt và vừa chia bằng cổ phiếu. Thì cái này nó chính là cái sự khiến làm sao làm cho cái giá trị cổ phiếu lưu hành nó bị thay đổi. Thì cái sự thay đổi này nó sẽ làm cho cái chỉ số PE, EPS nó cũng sẽ bị thay đổi, cho nên là chúng ta sẽ phải lại xác định lại mới những cái chỉ số PE, EPS này theo lợi nhuận sau thuế này, vốn hóa tại cái thời điểm đó để chúng ta xác định thì tính đến cái thời điểm hiện nay. Thì chính vì thế thì sau khi chuyển đổi được cái chỉ số PE, EPS mới thì sau khi nhập vào đây thì quý anh chị các bạn sẽ thấy này, mình sẽ có được một cái chỉ số mới của nó theo từng quý. Và chúng ta cũng sẽ nhập vào cái công cụ để định giá cổ phiếu tại đây. Và chúng ta sẽ xem cái giá trị thực của cổ phiếu HPG là bao nhiêu nhé. Chúng ta nhập vào nào, quý 1 2021 này. Tiếp nữa là quý 4 2020 này. Tiếp nữa là quý 3 của 2020 nhé. Tiếp nữa là quý 2 của 2020. Rồi sau khi quý anh chị các bạn nhập hết tất cả các chỉ số này, bấm xác nhận để xem giá trị thực. Quý anh chị thấy này, giá trị thực của cổ phiếu hiện tại này HPG khá là cao, 43.000 cho đến 69-70.000 cơ. Giá trị thực của cổ phiếu này rất là cao. Chính vì thế cái góc độ khác thì cái chỉ cổ phiếu HPG này nó tăng mạnh, nó cũng là đấy, bạn thấy cổ phiếu HPG tăng rất là mạnh, thì các bạn thấy rồi, hiện tại cái giá trị thực của cổ phiếu này là cao, rất là cao, 43-70.000. Thì chính vì sự này cổ phiếu này nó vẫn tăng lên sau khi chia cổ phiếu sau khi chia cổ tức đi xuống điều chỉnh, nó vẫn tăng lên, nó vẫn tăng lên. Đấy là cổ phiếu này nó sẽ là vận động theo giá trị thực nhá. Cổ phiếu này hiện tại thì phân tích kỹ thuật nó không còn có tác dụng nữa rồi. Về góc độ phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ không phân tích kỹ thuật về cổ phiếu HPG nữa, chúng ta sẽ đi phân tích cơ bản mà thôi. Thì cơ quý anh chị thấy rồi, phân tích cơ bản của cổ phiếu HPG là 43-69.000-70.000. Thì hiện tại nó đang giao dịch ở mức cao hơn giá 43, thì có khả năng là trong tương lai thì như các bạn đã thấy cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục và tiến đến cái giá trị thực của nó là đâu đó khoảng 79.000 đây này, đâu đó khoảng 69-70.000. Cổ phiếu này nó sẽ tăng đến giá trị thực như thế. Tiếp nữa là cái sức mạnh giá và lại dòng tiền. Thì trong thời gian qua thì dòng tiền đang vào nguyên vật liệu rất là mạnh, và hiện tại cũng đang vào rất là mạnh như thế này. Đó, tất cả những cái nhóm cổ phiếu nằm trong nguyên vật liệu thì đang rất là vào rất là mạnh. Với lại chỉ số RS của cổ phiếu HPG thì nó vốn dĩ nó đi khá là cao, khá là mạnh như này rồi. Như quý anh chị thấy này, ở tại cái vùng nó đi qua 50 đây này và nó tăng rất là mạnh. Nó giữ sức mạnh giá luôn luôn là trên 70%. Sau khi chia cổ tức nó điều chỉnh xuống chạm 70% nó lại bắt đầu bay đi lên. Là cái cổ phiếu HPG bây giờ là nó không vận động theo phân tích kỹ thuật nữa, nó không đi theo tín hiệu mua bán gì cả. Bây giờ là giá trị của nó chính là cái giá trị thực của cổ phiếu này. Bây giờ cái cổ phiếu này đợi đến báo cáo tài chính quý này thì khả năng chúng ta sẽ định giá tiếp và xem sự vận chuyển của vận động của cổ phiếu này sẽ là bao nhiêu, và chúng ta sẽ biết được là cái định giá cổ phiếu giá trị thực của cái thời điểm tiếp theo nó sẽ là bao nhiêu, còn hiện tại nó mục tiêu nó sẽ là 70 nữa. Rồi vậy là kết thúc video này ở đây. Nếu mà có gì thắc mắc thì quý anh chị các bạn có thể là bình luận xuống phía dưới video hoặc là inbox trực tiếp với trên fanpage nhá. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.